Và đây là món bò né khổ qua. Phần thịt bò mình đã ướp xong rồi, khổ qua thì mình cũng đã bào mỏng, thì mình chỉ cần là bắt lên bếp và mình xào là xong rồi đó các bạn. Nếu thích món bò né khổ qua này thì mình cùng nhau bắt tay vào làm nha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món bò né khổ qua. Thì ngoài sử dụng khổ qua, các bạn vẫn có thể là sử dụng hoa thiên lý vẫn được nữa. Ở đây mình sử dụng là 1 kg khổ qua. Thì khổ qua này thì do mình để ngăn mát tủ lạnh á, mình để sát ở trong quá nên nó bị lạnh quá nó sẽ dập như thế này. Các bạn chú ý nha. Rau củ thì các bạn đừng có để sát ở trong quá. Mình vài trái mình bị như thế này. 1 kg khổ qua. Thịt bò ở đây mình sử dụng là nửa ký thịt nạc bò. Hai củ hành tây, một muỗng canh mè. Mè đây mình đã rang cho nó hơi vàng thôi các bạn. Các bạn đừng có rang vàng quá, mình rang sơ sơ nó là được rồi. Sử dụng cho mình là khoảng một muỗng canh vung, tỏi băm. Và nguyên liệu không thể thiếu đó chính là dầu mè. Mùi thơm đặc trưng cho món bò né này là dầu mè đó các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Thịt bò nếu như các bạn muốn cắt dễ, các bạn chuẩn bị trước là các bạn cho vào ngăn đá của tủ lạnh cho nó hơi cứng lại, mình xắt nó sẽ dễ hơn nha. Thì xắt thịt bò mình sẽ xắt ngược xớ. Cái bảng nó hơi to do đó là mình sẽ cắt ra để cho cái bảng nó nhỏ hơn. Mình xắt mỏng mỏng thôi nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Thịt bò mình đã xắt xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu ướp gia vị vào. Một muỗng cà phê hạt nêm. Một phần hai muỗng canh đường. Một muỗng cà phê nước tương. Mình sẽ sử dụng là một muỗng cà phê dầu mè luôn. Nếu như bạn nào thích nhiều hơn thì có thể cho nhiều hơn nha. Nửa muỗng canh dầu hào. Mình sẽ cho mè vào đây. Mình chừa lại một chút xíu mè để mình trang trí lên trên mặt đó các bạn. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Sau khi trộn đều lên thì mình sẽ ướp trong khoảng là ít nhất là 15 phút nha các bạn. Còn các bạn ướp hơn 15 phút thì các bạn cho vào ngăn mát của thịt để thịt nó được tươi hơn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ướp thịt. Trong lúc đợi ướp thịt thì mình có thể là bắt đầu sơ chế phần khổ qua và phần hành tây. Hành tây thì mình sẽ xắt thành khoanh nha các bạn. Khoanh mỏng mỏng thôi nha, đừng có dày quá. Hành tây mình đã xắt xong rồi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ sơ chế phần khổ qua này. Khổ qua này thì mình sẽ cắt bỏ cái phần đầu ở chỗ này. Rồi mình chẻ đôi nó ra. Rồi mình móc móc cái ruột nó ra nha các bạn. Móc cái ruột nó bỏ. Sau khi móc ruột xong rồi các bạn rửa lại cho nó sạch nha. Hiện tại khổ qua này của mình thì mình chưa có rửa. Đó, mình móc ruột như vậy nè. Rồi mình đem đi rửa cho nó sạch. Khổ qua mình đã rửa sạch xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bào mỏng nó ra. Hoặc các bạn có thể sắt cũng được, mình bào thì cho nó lẹ nha.
đó nó mỏng như thế này. Khổ hoa mình đã bào xong rồi nè các bạn. Về lượng khổ hoa thì có thể là sử dụng là ít hơn, tùy các bạn nha. Thịt bò thì mình cũng đã ướp xong rồi. Thì thông thường trang trí người ta sẽ để phân nửa phần thịt bò và phân nửa phần khổ hoa phía bên đây. Rồi mình bài trí ra mình để mình đẩy khách đó. Khổ hoa thì mình bào mỏng nó mới ngon nha các bạn, đừng có bào dày quá. Rồi mình sẽ rắc cái mè còn lại vào cho nó đẹp. Sau khi rắc mè xong mình để dài khoanh hành tây lên cho nó đẹp nha các bạn. Nó chảy rồi. Tất cả nguyên liệu mình đã sẵn sàng rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xào bò nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nóng chảo lên nha các bạn. Cho chảo của mình thật là nóng lên luôn. Chảo của mình đã nóng rồi, mình sẽ sử dụng một viên bơ lạc mình cho vào. Nếu như không có bơ lạc thì các bạn sử dụng dầu ăn bình thường vẫn được nha. Các bạn đừng nên sử dụng bơ tường an các bạn. Bơ tường an cái mùi nó hắc lắm. Mình sử dụng bơ lạc như vậy nó sẽ thơm nhưng mà mùi nó không có hắc. Bơ tan rồi mình sẽ cho hết phần tỏi vào. Mình cho phân nửa thôi tại mình sẽ xào phân nửa nha các bạn. Mình sẽ phi cho nó vàng lên. Lúc này mình sẽ bật lửa lớn lên nha các bạn. Mình sẽ cho phân nửa phần thịt bò vào. Mình xào thịt bò thì mình sẽ xào với lửa lớn. Mình xào sơ nó rồi mình sẽ cho phần khổ qua vào. Mình cho một ít hành tây vào luôn. Mình hiện tại thì mình vẫn đang giữ lửa lớn nha các bạn. Rồi mình xào từ từ để cho thịt bò và phần khổ qua nó chín. Rất là thơm các bạn. Phần thịt bò thì mình cắt hơi dày và mình cắt không có được khéo tay. Thịt bò thì mình sẽ xào cho nó vừa chín tới để nó giữ được cái độ mềm nha các bạn. Còn phần khổ qua do đó là mình cần phải bào mỏng để cho nó sẽ chín kịp cùng với thịt bò. Chứ mình không có sắc dày quá các bạn. Sắc dày quá thì nó lâu chín. Và đến khi khổ qua chín thì thịt bò của mình nó đã dai rồi. Đó. Mình xào khổ qua cho nó vừa mềm mềm vừa giòn giòn là được nha. Rồi của mình như vậy là được rồi các bạn. Mình sẽ tắt bếp. Mình đã cho ra dĩa rồi nè các bạn. Ăn kèm thì mình sẽ ăn kèm với nước tương và với ớt. Nước chấm thì rất là đơn giản. Món này rất là thơm các bạn. Giờ mình thử ăn một miếng thịt bò kèm chung với khổ qua nha. Về gia vị thịt bò thì rất là vừa ăn các bạn. Nó thơm mùi dầu mè. Rồi một ít mùi nhẹ nhẹ của mùi bơ. Cắn chúng mè thì rất là ngon các bạn. Có những cái hạt mè. Món này là rất đơn giản thì mình sẽ ăn chung với cơm trắng.
Mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công với món này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.